Công ty cổ phần Bảo Hưng trên địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên vừa phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức khám sức khỏe chuyên sâu hậu COVID-19 cho toàn bộ trên 900 lao động. Bảo Hưng là doanh nghiệp chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu. Người lao động làm việc trong môi trường có điều hòa nhiệt độ, thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng một người một tháng. Coi người lao động là tài sản, là vốn quý của doanh nghiệp được thể hiện bằng nhiều việc làm cụ thể. Trong đó có hoạt động khám sức khỏe chuyên sâu, khám hậu COVID-19. Qua hoạt động này, doanh nghiệp mong muốn mỗi người lao động tự nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình, vì sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người. Trong những giai đoạn vừa qua thì đối với việc chăm sóc sức khỏe người lao động luôn đặt lên mục tiêu là đặt lên hàng đầu. Đối với người lao động thì luôn được công ty thứ nhất là về cấp phát sữa cho người lao động uống định kỳ. Trong tuần các bạn được uống sữa dinh dưỡng hàng tuần và uống trong cả năm. Và đối với bữa ăn của người lao động thì được đảm bảo về dinh dưỡng, là đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Tại buổi khám chuyên sâu, người lao động được khám nội tổng quát, khám ngoại tổng quát, khám chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản, siêu âm, xét nghiệm máu, sàng lọc các bệnh về phổi và khám tư vấn sức khỏe hậu COVID-19. Khám sức khỏe chuyên sâu cho lao động tại các doanh nghiệp là phong trào được phát động bởi Hiệp hội Doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, kêu gọi mỗi doanh nghiệp hãy trích một phần lợi nhuận để quan tâm tới sức khỏe của người lao động.